Cái bài đầu tiên tôi đã trình bày về vấn đề lao trong bệnh lý thần kinh trung ương, lao thần kinh trung ương. Bây giờ tôi chuyển sang một cái mảng có thể nói là phổ biến hơn, đấy là lao cột sống. Về mặt danh pháp ấy, thì lao cột sống ấy, ở tiếng Tây cũng như tiếng ta thì là có một số những cái thuật ngữ, tức là đối với cả người dân bình thường ấy thì, hoặc là cũng đại đa phần các nhân viên y tế thôi, thì vẫn là dùng cái từ là lao cột sống. Đối với cả nước ngoài ấy, thì là người ta có một số những cái từ khác nhau, ví dụ như là nếu mà tra bằng cái từ là lao cột sống, tức là spinal tuberculosis, thì nó cũng ra rất là nhiều tài liệu. Hoặc là cái từ khác đấy là cái bệnh POTS, bệnh mang tên riêng, thì cũng nó cũng sẽ ra đặc trưng luôn cái bệnh này. Thế còn thì đối với cả thuật ngữ về y tế thì người ta dùng cái từ tức là viêm địa đệm đốt sống do lao. Rất là hạn hữu thì người ta dùng cái từ là viêm đốt sống do lao. Đấy, cái lý do người ta dùng cái từ phổ biến nhất đấy là cái từ mà viêm địa đệm đốt sống do lao. Đấy là bởi vì cái tổn thương của lao cột sống ấy thì là gần như là luôn luôn gần như là gặp trong hầu hết trong các cái trường hợp là gặp có cái tổn thương địa đệm và tổn thương các cái đốt sống lân cận. Thế cho nên là chính vì thế cho nên là người ta mới dùng cái từ là viêm địa đệm đốt sống do lao để nhấn mạnh vào cái cơ chế bệnh sinh cũng như là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Thường là phải có cái tổn thương vùng địa đệm và hai cái thân đốt sống lân cận thì chúng ta hãy nghĩ đến lao. Còn nếu không, chúng ta phải nghĩ đến các cái nguyên nhân khác trước. Và lao cột sống là một trong những cái nhóm bệnh mà phổ biến nhất trong cái lao ngoài phổi. Thế và trong số những cái lao của cơ quan vận động ấy, thì một nửa là lao cột sống. Thế để mà chúng ta thấy rằng là cái lao cột sống là một cái bệnh phổ biến như thế nào về cái tần suất. Về cơ chế bệnh sinh ấy, thì chúng ta biết rằng là cái tổn thương lao ấy thì là lao cột sống ấy là đi đến theo cái đường máu. Thế trong khi đó thì cái đĩa đệm này ở cái người trưởng thành ấy là không có mạch máu cung cấp. Bởi vậy cho nên là cái tổn thương đầu tiên, xuất phát đầu tiên ấy bao giờ nó cũng là cái tổn thương ở cái vùng thân đốt sống, ở cái vùng tủy xương nơi có cái mạch máu cung cấp đến. Thế ban đầu có thể là chỉ thấy có một cái viêm ở một cái góc của cái thân đốt sống thôi. Thế sau đó thì cái vi khuẩn lao nhanh chóng lan qua đĩa đệm và nhanh chóng lan đến cái thân đốt sống ở vùng lân cận. Tuyệt đại đa phần các cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy tổn thương lao khi mà người bệnh đến với bệnh viện, đến với bác sĩ là những cái trường hợp mà đã có tổn thương đĩa đệm và có cái tổn thương ở hai cái bề mặt xương ở cái vùng lân cận. Đấy chính là cái lý do tại sao mà người ta dùng cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống do lao. Thế và dùng cái từ đấy thì lại có một cái điểm hay nữa, tức là khi bệnh nhân đến với chúng ta chỉ có cái phim X quang thôi, chưa có các cái xét nghiệm, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái tổn thương của đĩa đệm, có cái hình ảnh xẹp của cái phá hủy của cái thân đốt sống lân cận, thì cái lúc đó chúng ta chỉ nói là viêm đĩa đệm đốt sống. Thế còn sau khi mà có các cái xét nghiệm vi sinh, có các cái xét nghiệm về gen để có cái bằng chứng đây là do lao, thì lúc đấy người ta thêm cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống do lao. Về cơ chế, tức là cái cơ chế bệnh sinh, thì chúng ta biết rằng là cái viêm mà do lao ấy là một cái viêm mà tiến triển rất là chậm, tiến triển qua nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Thế cho nên là trong cái viêm đĩa đệm đốt sống do lao này, đôi khi chúng ta cần phải đặt ra vấn đề chẩn đoán phân biệt với những cái đau đốt sống, đau cột sống do những cái nguyên nhân bệnh lý viêm không do nhiễm khuẩn khác. Ví dụ như là trong viêm cột sống dính khớp, đôi khi cũng có một cái bệnh cảnh không có xa lạ, không có khác xa so với cả viêm do lao. Thế và các cái triệu chứng ấy thì cũng có vẻ như là có vẻ như gần gũi giống nhau, đấy là đau lưng, thế rồi thì có cảm giác cứng cơ, cái cột sống thì là cứng lại, co thắt. Thế nếu như ở cái giai đoạn nặng hơn thì có thể chèn ép vào các cái cấu trúc thần kinh dẫn đến các cái triệu chứng về thần kinh, ví dụ như đau theo rễ hoặc là các triệu chứng liệt hoặc là các cái triệu chứng rối loạn cơ tròn. Nặng nề hơn thì chúng ta có thể thấy là các cái hình ảnh của biến dạng cột sống. Thế và do các cái biến dạng cột sống này mà
các nhà khảo cổ người ta có thể nhìn thấy được các cái bệnh nhân là lao cuộc sống ở các cái vùng mà có cái xác ướp ấy, và người ta thấy rằng là cái bệnh này là một trong những cái bệnh hết cổ xưa đã tồn tại phải vài nghìn năm nay mà chúng ta vẫn có thể tìm được các cái bằng chứng. Đấy, nặng hơn nữa thì chúng ta có thể thấy được các cái hình ảnh áp xe lạnh ở bên cạnh cột sống. Nói ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta sẽ tiếp cận dần dần qua từng cái phương pháp một. Đây là cái trường hợp mà có tổn thương, có cái đau ở cái cột sống, đau lâu rồi, vài tháng. Thế và cái hình ảnh X-quang thẳng này, nghiêng đây. Đấy, chúng ta thử xem là chúng ta có nhìn thấy cái gì không. Và trên cơ sở là với những cái tổn thương như thế này thì chúng ta cần làm tiếp là phương pháp chụp CT hay là chụp cộng hưởng từ, bởi bộ phận kỹ thuật giúp cho cái biểu quyết CT hay cộng hưởng từ. Vô số 4. Cảm ơn các đồng nghiệp đã tham gia rất là tích cực với 270 người bỏ bỏ phiếu, thì 77 80% là nói lên là chụp cộng hưởng từ. Đấy, cái này là cái luận tốt. Thế tuy nhiên cái chuyện là để mà chẩn đoán, bởi đây thì chúng ta thấy cái gì, tức là chúng ta thấy có cái đĩa đệm ở hai cái đốt sống ngực này. Nếu như mà đếm kỹ ra thì chúng ta thấy là cái đốt đây là 12, cái xương sườn này 12, 12, 11, 10, tức là đốt là xương sườn giữa 10 và 11 là có tổn thương. Khe đĩa đệm chúng ta thấy là hẹp lại, không nhìn thấy nữa, có biến dạng của thân đốt sống hai đốt lân cận. Phải nói là ở cái vùng này là cái vùng mà khá là khó là quan sát. Thế và trên cái hình ảnh cộng hưởng từ thì chúng ta thấy là rất là rõ, tức là cái đĩa đệm thì là bị tổn thương. Các cái đĩa đệm khác thì vẫn còn nhìn là hoàn toàn bình thường, nhưng mà đĩa đệm này là không còn nhìn thấy đâu cả, đĩa đệm bị tổn thương. Kèm theo đó thì là chúng ta thấy là trên cái hình ảnh xóa mỡ thì là thấy có cái dấu hiệu là phù tủy xương, có cả các cái tổn thương tạo ra một cái hiệu ứng khối trên cái mảng cứng đẩy lồi vào thành sau và chèn ép, ít nhiều chèn ép vào tủy sống. Thế và trên cái phim chụp mà sau tiêm thì thấy rất là rõ là cái tổn thương ở cái vùng đĩa đệm nó với thân đốt sống bị phá hủy, và kèm theo là có các cái hình ảnh nấm thuốc hình viền thể hiện là có một cái áp xe ở bên cạnh cột sống. Và đây chúng ta thấy là cái đường viền của cái áp xe rất là mảnh, thanh mảnh, và ở phía sau ấy thì cũng có các cái ổ, có cái ổ áp xe và có cái hiện tượng viêm ở ngoài màng cứng, chèn ít nhiều chèn ép vào tủy sống. Thì các cái hình ảnh này giúp cho chúng ta có thể nói rằng là bệnh nhân này là bệnh nhân viêm đĩa đệm cột sống. Cái từ mà viêm đĩa đệm đốt sống do lao ấy nó hay ở cái chỗ là như thế này, kể cả với một cái hình ảnh như thế này thì về mặt hình ảnh ấy chúng ta cũng không thể nói một cách chắc chắn là đây là do lao được. Đây có thể là do lao, đây cũng có thể là do vi khuẩn thông thường. Tất nhiên là trong đó chúng ta sẽ tìm một số những cái đặc điểm để chẩn đoán phân biệt, nhưng mà rõ ràng rằng là cái tổn thương đĩa đệm và tổn thương đĩa đốt sống là chắc chắn. Cái này thì bằng X-quang thường quy cũng có thể là xác định được. Thế cho nên là khi bệnh nhân vào viện ấy thì chúng ta có thể nói là đây là bệnh nhân viêm đĩa đệm đốt sống. Chưa cần biết nó là do cái gì, nhưng mà chắc chắn là có viêm đĩa đệm đốt sống. Còn nếu như chúng ta dùng cái từ là lao cột sống thì chúng ta có mỗi một cái từ lao cột sống thôi. Cho nên là chẳng có một cái sự lựa chọn nào khác. Thế còn ở đây nếu như dùng cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống do lao ấy
thì chúng ta sẽ dùng được cái một nửa của từ đấy, tức là bệnh nhân này có viêm đĩa đệm đốt sống. Thế còn sau khi mà làm các cái xét nghiệm để khẳng định cái nguyên nhân là do lao thì lúc đó chúng ta sẽ điền đầy đủ cái chẩn đoán là viêm đĩa đệm đốt sống do lao. Thế thì cái từ viêm đĩa đệm đốt sống do lao nó có cái ý nghĩa là nó khẳng định là lao cột sống là bao giờ cũng có tổn thương đĩa đệm. Và cái bằng chứng về mặt hình ảnh ấy, phải kết hợp với cả các cái bằng chứng về mặt xét nghiệm nữa thì mới đủ để cho chúng ta thêm cái từ là do lao vào đó. Trên cái hình ảnh cắt ngang thì chúng ta cũng thấy là bên cạnh của cột sống thì là có các cái ổ áp xe và có cái thành thì ngậm thuốc rất là rõ. Về các cái kỹ thuật cộng hưởng từ ấy, thì là chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái chuỗi sung T1, T2, sau đó là các cái chuỗi sung xóa mỡ và kèm theo đó là các cái chuỗi sung mà có tiêm thuốc đối quang để chúng ta nhìn thấy cái bờ viền của cái tổ chức viêm nó ngấm thuốc. Ví dụ như là đây là một cái trường hợp mà một cái bệnh nhân cũng của bệnh viện phổi, bệnh nhân nam 28 tuổi có đau cột sống từ vài tháng rồi, đau âm ỉ, đau vài tháng, đau rất là khó chịu. Thế và trên cái phim này thì là chúng ta thấy là đặc biệt là trên các cái chuỗi sung T2 thì thấy là có các cái tổn thương của cái vùng đĩa đệm và tổn thương của thân đốt sống, hai cái đốt lân cận với cái đĩa đệm đó. Ở đây chúng ta cũng thấy là cái đĩa đệm thì là thay đổi cái tín hiệu và thay đổi cái cấu trúc. Bình thường trên cái chuỗi sung T2 thì chúng ta thấy là cái đĩa đệm ấy nó có một cái đường giảm tín hiệu nằm ở giữa, một cái đường đen nằm ở giữa. Thế còn trong trường hợp này thì chúng ta thấy là không còn hình dáng đĩa đệm nữa, không còn cái đường đen nữa, và chúng ta thấy là cái đĩa đệm và có cái thân đốt sống ở hai bên nó bị phù, có tổn thương là xâm lấn vào xương. Thế và sau khi tiêm thuốc thì là cái vùng phù xương đó thì ngấm thuốc, thế còn cái vùng mà ở giữa không ngấm thuốc thì tương ứng với cả cái vùng hoại tử. Và như vừa nãy chúng ta đã nói đến ấy, đấy là các thường là các cái hoại tử bã động. Và cái bệnh nhân này thì là trên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy là có cái lao phổi. Thế và trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ở đây, nếu như so sánh giữa cắt cắt lớp vi tính với cả hình ảnh của chụp cộng hưởng từ ấy, thì chúng ta thấy là chụp cộng hưởng từ nó có nhiều ý nghĩa hơn, có nhiều thông tin hơn rất nhiều. Chụp cắt lớp vi tính ở đây chỉ thấy được là có tổn thương của hai cái thân đốt sống, có tổn thương khe đĩa đệm, thế nhưng mà không thấy được các cái cấu trúc ngấm thuốc, không thấy được các cái hình ảnh áp xe. Thế và cái hình ảnh như này thì với chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy là rất là khó để mà khẳng định được đây là cái tổn thương do lao. Thế còn trên chụp cộng hưởng từ ấy thì chúng ta thấy là ngoài cái tổn thương của khe đĩa đệm, ngoài tổn thương của thân đốt sống hai bên thì chúng ta thấy có các ổ áp xe cạnh cột sống với một cái bờ viền rất là rõ, ngấm thuốc mạnh, thì cái đó cũng là giúp cho chúng ta có thể hướng tới những cái tổn thương viêm đĩa đệm đốt sống mà nghi ngờ là có cái đặc đặc tính của do lao. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là chụp cắt lớp vi tính thì lại có một cái ưu điểm rất là lớn, đấy là chúng ta đánh giá được cái tổn thương của phổi, và trên cái cơ sở đó thì chúng ta thấy được là có các cái yếu tố nguyên nhân nó giải thích cho cái hậu quả của chúng ta là có một cái tổn thương ở vùng khe đĩa đệm đốt sống ở đây. Như vậy thì cái câu hỏi vừa nãy là chụp CT hay là chụp cộng hưởng từ ấy, thì tôi thấy rằng là hơn 20% của các đồng nghiệp chẩn đoán là CT ấy, thì nó cũng có cái lý đúng của nó. Cái lý đúng ở đây là gì? Tức là rõ ràng trên CT phần nào chúng ta nhìn thấy được cái tổn thương đĩa đệm đốt sống, và cái quan trọng đấy là chụp được cái hình ảnh đánh giá được cái tổn thương của cái vùng phổi. Tuy nhiên là nếu như mà đặt ra cái vấn đề là bây giờ chúng ta chưa biết được cái tổn thương cột sống là gì, muốn đặt cái câu hỏi có viêm đĩa đệm đốt sống có những đặc điểm của lao cột sống hay không, thì rõ ràng là cộng hưởng từ có ý nghĩa hơn. Còn nếu như mà để chẩn đoán các cái tổn thương của phổi thì CT có ý nghĩa hơn nhiều. Đặc điểm của CT, đặc điểm của cộng hưởng từ đối với cả lao cột sống ấy, thì người ta thấy rằng là cái vùng mà hay bị tổn thương nhất đấy là cái vùng giữa cột sống ngực và cột sống thắt lưng. Có thể tổn thương ở một khe đĩa đệm hoặc là có thể tổn thương ở nhiều tầng khác nhau. Trong những cái trường hợp mà tổn thương nhiều tầng ấy, thì thường là gặp ở trong những cái bệnh cảnh lâm sàng rất là nặng. Đấy, có thể là có suy giảm miễn dịch và có những cái yếu tố thuận lợi làm cho cái quá trình bệnh lý phát sinh và nó di chuyển một cách dễ dàng. Thế còn thì trong những cái trường hợp mà nếu như mà cái tổn thương mà chỉ gặp ở cái thân đốt sống đơn thuần thôi, chỉ gặp ở cái thân đốt sống có nghĩa rằng là ở cái giai đoạn rất là sớm, đấy, chưa có tổn thương đĩa đệm,
thì cái giai đoạn đấy thì người ta gọi là cái viêm đốt sống do lao, chứ người ta không dùng cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống do lao. Nhưng mà những cái trường hợp như thế này thì rất là hiếm hoi, tức là những trường hợp chỉ có tổn thương thân đĩa đệm mà không có tổn thương khe đĩa đệm đốt sống. Đây là những cái hình ảnh điển hình của cái lao cột sống, tức là chúng ta thấy là tổn thương đĩa đệm và kèm theo là có cái tổn thương của thân đốt sống ở hai bên. Và trên cái hình ảnh T1 thì thấy là có giảm tín hiệu, trên T2 thì là tăng tín hiệu. Và sau khi mà tiêm thuốc ấy, thì là có cái hiện tượng là ngấm thuốc, các cái ổ ngấm thuốc thành hình viền như này, chứng tỏ là đã có các cái ổ áp xe hình thành ở bên trong. Ở giữa là các cái tổ chức hoại tử bã đậu và có cái viền là xung quanh thì là cái viền ngấm thuốc. Và ở đây chúng ta cũng thấy là cái đặc điểm của trong lao cột sống ấy, là các cái viền ngấm thuốc ấy, có một cái bờ viền rất là gọn nhẵn. Đấy, có thể là có những cái nhiều ổ khác nhau, có những cái ổ nằm trong cái cơ đáy chậu thể hiện có cái áp xe ở cái vùng cơ đáy chậu. Thế nhưng mà nhìn chung mà nói là các cái ổ này có một cái bờ viền rất là nhẵn. Đấy, đây là một trong những cái đặc trưng hết sức quan trọng của viêm đĩa đệm đốt sống do lao, thể hiện một cái tổn thương tiến triển chậm, có một cái tổ chức hạt và được vây quanh bởi một cái hàng rào viêm vây xung quanh. Nó khác với cả những cái tổn thương do vi khuẩn thông thường tạo ra những cái vùng viêm rất là rộng lớn. À, về đặc điểm của cái tổn thương nhân nhầy đĩa đệm ấy, thì cái nhân nhầy đĩa đệm này thì là như tôi nói vừa nãy ấy, tức là nó có một cái đường ngang, có một cái đường giảm tín hiệu nằm ngang. Và trong cái trường hợp mà nhân nhầy đĩa đệm này bị tổn thương ấy, thì chúng ta sẽ thấy mất đi cái đường 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 đen nằm ngang, cái đường giảm tín hiệu nằm ngang. Thế và cái tín hiệu của đĩa đệm nó sẽ thay đổi và có cái hiện tượng là xẹp cái thân đĩa đệm, đồng thời là có cái hiện tượng là ngấm thuốc. Đây là cái hình ảnh mà phóng to của cái đĩa đệm ở bên này, tức là trên này thì là chúng ta thấy rằng là đây đây là cái hình ảnh đĩa đệm bình thường, đây nó giống như cái hình ảnh này. Đấy, cái hình ảnh này được phóng to ra để chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Cái đĩa đệm bình thường ấy thì trên xung T2 thì nó hơi có tăng tín hiệu và bên giữa thì nó có đường giảm tín hiệu nằm ngang ở giữa, đường chống tín hiệu ở giữa. Thế trong cái trường hợp mà bệnh lý thì chúng ta thấy là cái đĩa đệm này nó thay đổi cái cấu trúc, nó không còn cái hình ảnh tăng tín hiệu của cái nhân nhầy nữa, không còn cái đường ngang nữa. Và kèm theo đó thì chúng ta thấy là khe khớp thì là hẹp và có những cái hình ảnh phù và hình ảnh phá hủy xương ở dưới bề mặt của khớp ở hai cái thân đốt sống lân cận, ở cả cái đốt trên và cả cái đốt dưới này. Đây là một cái hình ảnh hết sức điển hình của một cái viêm đĩa đệm đốt sống và do lao. Các cái chuỗi xung xóa mỡ thì cho thấy là cái hình ảnh tăng tín hiệu của cái phù tủy xương của cả cái thân đốt sống ở phía trên và phía dưới đấy. Và nếu như mà sau tiêm thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng là ngấm thuốc hình viền, tức là của các cái bờ xung quanh của các cái tổ chức hạt, những cái chỗ mà còn rất là giàu mạch máu và các cái tế bào viêm ở xung quanh. À, và như vừa nãy thì chúng ta cũng thấy đấy, tức là hình ảnh X-quang là cái hình ảnh thăm khám ban đầu và có cho phép chúng ta có những cái dấu hiệu gợi ý. Dấu hiệu gợi ý ở đây là gì? Tức là cái khe khớp thì là hẹp, có cái tổn thương xương ở hai bờ của cái khe khớp đó. Tương ứng với cả hình ảnh cộng hưởng từ chúng ta cũng thấy rất là rõ, tức là có tổn thương đĩa đệm, có tổn thương phù tủy xương ở cả hai bên. Thế và trên hình ảnh sau tiêm thì thấy là có các cái ổ ngấm thuốc hình viền. Và hình ảnh CT thì là cho thấy là có cái tổn thương ở cái vùng các cái tổn thương của lao phổi. Ở đây thì chúng ta thấy là có cả những cái tổn thương mới, đồng thời có cả những cái tổn thương vôi hóa cũ. Đây cũng là một cái hình ảnh mà giúp cho chúng ta trả lời cái câu hỏi mà vừa nãy bạn nào cũng đã đặt ra đấy. Tức là cái vôi hóa ở trong lao phổi thì nó thường như thế nào? Thường là vôi hóa trong lao phổi là những cái vôi hóa to, phụ thuộc vào những cái tổn thương hạt trước đây, và nó vôi hóa ở trung tâm hoặc là vôi hóa toàn bộ cái khối đó. Thế cái hình ảnh mà viêm đĩa đệm đốt sống ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó không phải là chỉ gặp ở trong lao, và đây là một cái ví dụ điển hình. Tức là bệnh nhân có đau đốt sống, có đau cột sống đến chụp với thì là thấy gần như là bình thường. Nhưng mà chỉ có 9 ngày sau bệnh nhân quay trở lại thì đã thấy là có cái xẹp thân đốt sống rất là rõ. Như vậy có nghĩa rằng là có viêm đĩa đệm đốt sống, tức là có cái khe đĩa đệm thì hẹp lại, có những cái tổn thương của huyết xương ở dưới bề mặt của khớp ở cả hai bên. Tức là có biểu hiện của viêm đĩa đệm đốt sống
Thế nhưng mà cái tiến triển nhanh như thế này nó gợi ý tới là một cái viêm đĩa đệm đốt sống mà do các cái vi khuẩn thông thường chứ không phải là do vi khuẩn lao. Đấy thì cái đặc điểm của cái tiến triển chậm là một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng của lao. Một cái đặc điểm khác nữa của vi khuẩn thông thường đấy là sau khi tiêm ấy thì chúng ta thấy là thuốc nó sẽ ngấm vào cái vùng viêm đấy một cách rất là dày và cái vỏ của cái vùng của cái ổ viêm của cái ổ áp xe đấy nó không thanh mảnh như là trong lao, mà ở đây chúng ta thấy là cái vùng viêm ấy nó loang rộng cả một cái vùng rất là rộng lớn. Cái này thì những cái trường hợp mà chúng ta thấy là viêm ở cái tổ chức nông ấy thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Nếu mà đã là viêm ấy thì nó tạo ra một cái quầng rất là rộng lớn. Đây là một trong những cái đặc điểm của cái vi khuẩn thông thường. Đấy đấy chính là cái lý do tại sao mà chúng ta nên nên dùng cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống là như vậy. Tức là đứng trước một cái trường hợp như thế này khi mà đến với phòng khám ấy, thì chúng ta chẩn đoán là viêm đĩa đệm đốt sống. Thế nếu như mà tìm ra được cái bằng chứng là vi khuẩn do lao thì chúng ta nói là do viêm đĩa đệm đốt sống do lao. Thế còn nếu như mà tìm ra cái bằng chứng là vi khuẩn thông thường thì chúng ta nói là viêm đĩa đệm đốt sống do vi khuẩn thông thường. Đấy còn nếu như mà chúng ta dùng cái từ là lao cột sống thì chúng ta có thể là rất là khó trong cái chuyện là chẩn đoán ở những cái giai đoạn mới ban đầu như thế này khi mà chưa có các cái bằng chứng sinh học. Nhắc lại về cái hình ảnh sự khác biệt giữa cái áp xe do vi khuẩn thông thường với những cái vùng ngấm thuốc rất là dày thường là không rõ bờ. So với cả cái hình ảnh của các cái áp xe của trong trong lao ấy thì là các cái ổ của nó có thể to nhỏ khác nhau, trong đấy nó chứa cái tổ chức hoại tử bã đậu, nhưng mà cái bờ viền của nó bao giờ cũng rất là rõ nét. Và đây là một trong những đặc điểm hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái chuyện là chẩn đoán phân biệt một cái áp xe do vi khuẩn thông thường hay là áp xe do lao. Cái ổ áp xe có thể là rất là lớn, nhưng mà nếu như mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy là có một cái bờ vỏ rất là mỏng. Nếu như mà tiêm thuốc thì chúng ta sẽ thấy là cái bờ cầm thuốc mỏng. Thế còn một cái đặc điểm nữa mà CT có thể là đem lại cái giá trị cũng rất là tốt, đấy là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh vôi hóa của các cái tổ chức hoại tử bã đậu đã nằm ở đây lâu rồi. Thậm chí là nhìn thấy có các ổ áp xe với những mảnh xương chết ở bên trong. Thế thì trong những cái trường hợp này chúng ta cũng có thể gợi ý tới là một cái tổn thương do lao. Đây cũng thế, một cái áp xe ở trong cơ đáy trọng hai bên và kèm theo có các cái hình ảnh vôi hóa, tất nhiên là thường là gặp ở những người cao tuổi thì chúng ta còn chẩn đoán phân biệt với cả những cái u của nguyên bào thần kinh ở trẻ em. Một trong những cái đặc điểm hết sức quan trọng của cộng hưởng từ trong chẩn đoán lao cột sống đấy là chúng ta phải đánh giá cái áp xe mà ở ngoài màng cứng và nó gây ra chèn ép vào tủy. Thế bệnh nhân thì đau đớn và đến cái lúc mà có chèn ép vào tủy thì thậm chí là có các cái dấu hiệu yếu và liệt chi. Thế khi mà có chèn ép vào ấy thì chúng ta phải phân phân biệt cái hiệu ứng đấy là một cái áp xe hay đấy là một cái viêm ngoài màng cứng. Đấy, nói ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là có các cái tổn thương ở đĩa đệm đốt sống kèm theo thì có hiệu ứng khối ở ngoài màng cứng chèn ép vào tủy. Thế và trong những cái trường hợp này thì là sau khi mà tiêm ấy thì chúng ta thấy là có cái vùng ngấm thuốc ở ngoài màng cứng nhưng mà không thấy có các cái ổ áp xe. Cho nên là cái trường hợp như này thì chúng ta mới nói là đây là cái viêm tổ chức ở ngoài màng cứng thôi, chưa có áp xe. Cái sự khác biệt giữa áp xe ngoài màng cứng và viêm ngoài màng cứng ở chỗ là áp xe ngoài màng cứng ấy, thì xu hướng là chúng ta có thể là điều trị ngoại khoa, nhưng mà nếu chỉ có mới là viêm ở ngoài màng cứng thôi thì chúng ta phải điều trị bằng phương pháp nội khoa. Đấy là cái ý nghĩa của cái chuyện là chẩn đoán phân biệt là đã có áp xe hay nó mới chỉ là cái giai đoạn viêm. Thế còn ở đây thì chúng ta thấy rất là rõ là có các cái ổ giảm tín hiệu và kèm theo đó là những cái vùng bờ viền ngấm thuốc rất là mạnh, bờ rõ mảnh. Đấy thể hiện một cái tính chất của một cái ổ áp xe ở cái vùng đĩa đệm đốt sống. Thế và kèm theo đấy thì chúng ta thấy có các cái hình ảnh của cái ổ áp xe ở ngoài màng cứng. Thế và có áp xe ngoài màng cứng có chèn ép vào tủy cộng với cả lâm sàng là có các dấu hiệu chèn ép tủy nữa thì chúng ta phải tính đến là các cái phương pháp ngoại khoa. Còn nếu như mà cái viêm này mà không có áp xe thì chúng ta phải dùng cái phương pháp nội khoa để điều trị là chính. Còn trong cái trường hợp đấy thì là
thường thì không có các cái chỉ định phẫu thuật. Đây, nói ví dụ đây là một cái trường hợp là chúng ta thấy là có cái hiệu ứng khối chèn ép vào tủy, tuy nhiên là mức độ chèn ép thì là cũng chưa chắc chắn, là chưa đến cái mức độ nặng làm cho bệnh nhân phải liệt, bởi vì ở đây phía sau chúng ta vẫn thấy là tủy có một cái khoang còn khá là rộng rãi, có chèn ép ở phía trước nhưng mà ở phía sau này vẫn còn khá là rộng. Thế thì trong cái trường hợp này thì sau khi tiêm thuốc lên thì chúng ta chưa thấy là có cái ổ áp xe, cho nên là trong trường hợp này thì xu hướng là các bác sĩ sẽ điều trị, các bác sĩ chuyên ngành lao ấy, nếu mà tìm thấy cái vi khuẩn lao ấy, thì người ta sẽ điều trị nội khoa chứ không tính đến cái chuyện là điều trị ngoại khoa trong những trường hợp này, trừ trường hợp mà có cái triệu chứng mà nặng nề hơn là chèn ép vào tủy sống thì lúc đó người ta mổ ra và người ta giải phóng cái cung sau là chính, chứ người ta không động vào cái ổ viêm này, cái ổ viêm này để cái thuốc sẽ phát huy cái tác dụng của nó. Ngoài những cái thể điển hình như trên, tức là có viêm đĩa đệm đốt sống, có những ổ áp xe, bờ của áp xe mỏng, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái trường hợp là các cái viêm đĩa đệm đốt sống hoặc là cái lao cột sống ấy, ở những cái dạng không điển hình. Cái dạng không điển hình ở đây là gì? Tức là có thể là chúng ta thấy là cái thân đốt sống xẹp rất là nặng nề, hoặc là có thể là thấy là hiện phản ứng đặc xương lại là chính. Thế, hoặc là có thể có tổn thương ở cả cung sau nữa. Đấy, và có thể có tổn thương ở nhiều đốt sống khác nhau, có thể liên tục hoặc là không không liên tục. Đây, nói ví dụ đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái tổn thương chèn ép vào tủy sống, nhưng mà thân đốt sống và đĩa đệm thì dường như có vẻ bình thường, trong khi đó thì khối nằm ở cái cung sau đốt sống. Cái yếu tố để làm cho chúng ta nghĩ đến đây là do lao, đấy là sau khi tiêm thuốc thì là cái tổn thương đó ngấm thuốc để lại gợi ý cho chúng ta có một cái ổ áp xe nằm ở giữa, có viền dày xung quanh. Tất nhiên là trong trường hợp này cái viền dày như thế này là chúng ta phải nghĩ đến cái chẩn đoán phân biệt với cả cái áp xe do các cái vi khuẩn thông thường. Còn đây là một cái trường hợp mà cũng là hãn hữu, tức là bệnh nhân có một cái triệu chứng lâm sàng và có cái triệu chứng cộng hưởng từ, nghĩ tới là có cái tổn thương ở cái vùng đĩa đệm, xin lỗi, có cái tổn thương ở cái vùng đốt sống. Thế nhưng mà cái khe đĩa đệm thì không thực sự là tổn thương, và cái đĩa đệm ở cái xương ở cái vùng mặt bên kia của đĩa đệm thì không tổn thương. Có nghĩa là tổn thương duy nhất ở cái thân đốt sống này thôi. Và với cái tổn thương như này thì trước tiên là chúng ta đừng nghĩ tới lao vội, mà chúng ta phải nghĩ đến các nguyên nhân khác. Ví dụ chẳng hạn như là di căn, ví dụ như là viêm thân đốt sống và do vi khuẩn thông thường. Thế mà bệnh nhân này thì là tiến triển chậm, không tìm thấy các cái tổn thương u nguyên phát ở nơi khác, thế cho nên là đã được quyết định là sinh thiết. Thế và trong cái quá trình sinh thiết thì là kiểm tra lại thì thấy đúng là có các cái tổn thương nghi ngờ của lao phổi cũ, và cái kết quả của sinh thiết thì chỉ ra là đây là một cái tổn thương lao, mặc dù là cái chẩn đoán đó không phải là đơn giản, bởi vì là sinh thiết xương mà để chẩn đoán lao không phải là đơn giản. Những cái thể mà không không điển hình khác, tức là chúng ta có thể thấy là viêm toàn bộ thân đốt sống, không chỉ là viêm cái thân đốt sống mà viêm toàn bộ cái cuống ở phía sau nữa. Nói ví dụ đây là một cái trường hợp đó, tức là cái thân đốt sống bị tổn thương và toàn bộ cái cuống sống ở phía sau cũng đã bị tổn thương. Những cái trường hợp này là những trường hợp vô cùng là hãn hữu, đại đa phần là chúng ta thấy là cái dấu hiệu tổn thương của đĩa đệm kèm theo cái tổn thương của thân đốt sống ở cả hai hai phía. Thế thì từ nãy giờ chúng ta đã nói đến là cộng hưởng từ có một cái vai trò rất là lớn, có rất là nhiều các cái ưu điểm trong cái chẩn đoán là lao cột sống. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên dùng cộng hưởng từ để theo dõi điều trị hay không? Thế câu trả lời là nếu như đáp ứng lâm sàng tốt và các cái xét nghiệm cũng thể hiện là bệnh nhân đáp ứng tốt, các cái máu lắng CRP vân vân đáp ứng tốt trở về bình thường, thì chúng ta không cần chụp cộng hưởng từ, mà chúng ta chỉ cần là chụp X-quang thường quy là đủ, và X-quang thường quy cộng với cả các cái xét nghiệm là cộng với lâm sàng là có thể nói cho chúng ta biết là bệnh nhân đang đáp ứng tốt hay không. Trong những cái trường hợp mà đáp ứng lâm sàng không tốt, phản ứng sinh học cũng không tốt, và thậm chí bệnh nhân có những cái biến chứng, thì lúc đó chúng ta phải dùng cái chụp cộng hưởng từ để xem là các cái ổ áp xe nó có tiến triển không, dẫn đến chèn ép vào tủy sống, hoặc là có những cái hiệu ứng khối thân đốt sống xẹp, rồi thì có những cái tổn thương hiệu ứng khối nó chèn ép vào tủy sống. Thế đây là những cái công bố của các cái tác giả nước ngoài. Người ta bị tổn thương viêm đĩa đệm đốt sống và có cái bằng chứng để thể hiện ra lao. Kèm theo đó ở đây chúng ta thấy có các cái dấu hiệu của áp xe bên cạnh cột sống, rất gợi ý một cái tổn thương lao. Thế và dọc theo cái thời gian thì chúng ta thấy là
cái tiến triển của nó khá là ngoạn mục, dần dần trở về bình thường. Cái khe đĩa đệm thì hẹp thì vẫn là hẹp, nó không thể nào mà cao lên được nữa. Thân đốt sống nó biến dạng để giữ nguyên như thế, nó không bị phá hủy thêm. Thế nhưng mà nó không thể nào trở về bình thường được. Nhưng mà cái mà về bình thường đấy là chúng ta thấy là các cái tổn thương áp xe bên cạnh cột sống, áp xe ngoài màng cứng là dần dần biến mất. Thế và cái tín hiệu của tủy xương là gần như bình thường, để lại một cái di chứng là dính thân đốt sống. Thế và đối với cả những cái trường hợp mà có các cái tổn thương mà nó đáp ứng tốt ấy, thì là chúng ta cũng sẽ thấy là ở đây cũng là một cái trường hợp khác, tức là có tổn thương ở nhiều tầng khác nhau và theo dõi trong cái quá trình điều trị thì thấy là có cái đáp ứng tốt. ứng tốt. Thế còn đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là có cái tổn thương viêm cái đệm đốt sống, và bằng chứng sinh học thì nói là do lao. Thế nhưng mà cái quá trình điều trị thì là kháng thuốc. Thế trên là cái ổ viêm đĩa đệm đốt sống ban đầu càng ngày nó càng tiến triển nặng lên, nó có cái hoại tử, nó tạo ra các cái ổ áp xe, và cái tổn thương thì hoàn toàn không có các cái dấu hiệu gọi là được kiểm soát tốt, không có các cái dấu hiệu liền được các cái vết thương đó, ổ áp xe càng ngày càng lớn lên. Thế thì trong trường hợp này thì người ta phải tính đến cái chuyện là phải có những cái biện pháp can thiệp là mạnh hơn về mặt là phác đồ điều trị thuốc cũng như là các cái phương pháp can thiệp và kể cả cái phương pháp phẫu thuật để người ta có thể là dẫn lưu cái ổ áp xe này, nạo vét các cái tổ chức hoại tử và đóng và tạo điều kiện để cho hai cái đốt xương nó dính lại với nhau. Về chẩn đoán phân biệt ấy, thì chúng ta thấy rằng là từ nãy đến giờ là chúng ta nói cái chiều xuôi thôi, tức là có viêm đĩa đệm đốt sống, có bằng chứng sinh học chẩn đoán viêm đĩa đệm đốt sống do lao rất là dễ. Tuy nhiên là có rất nhiều các cái chẩn đoán phân biệt mà chúng ta thấy là không đơn giản khi mà chúng ta đi ngược lại, có nghĩa rằng là chúng ta gặp một cái người bệnh có đau cột sống lâu dài, có các cái hạn chế vận động cột sống. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là ngoài cái lao cột sống ra thì hình ảnh cộng hưởng từ đấy còn gặp trong những tổn thương gì nữa. Đấy, ví dụ như là đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cũng có những cái tổn thương đĩa khe đĩa đệm và có cả hiện tượng là phù tủy xương ở hai bên đốt sống. Nhưng mà các hình ảnh này hoàn toàn có thể gặp trong các cái tổn thương thoái hóa. Và đây đây là một cái trường hợp mà tổn thương thoái hóa như vậy, chúng ta thấy là khe hẹp về có hiện tượng phù tủy xương, bờ khớp thì nham nhở, có các cái ổ khuyết xương ở dưới bề mặt của khớp. Và theo cái tính chất tiến triển của tổn thương ấy, thì nếu như mà phù tủy xương thì người ta gọi là mô đích tiếp 1, còn nếu mà thoái hóa mỡ thì người ta gọi là cái mô đích tiếp 2. Còn khi mà chuyển sang cái giai đoạn là sơ không còn phù tủy xương nữa thì người ta gọi là cái thoái hóa mô đích tiếp 3. Thế đây là một cái trường hợp khác, chúng ta thấy rằng là một cái bệnh nhân đau cột sống mãn tính, có hạn chế vận động, một cái bệnh nhân nam giới trẻ tuổi 20 tuổi và có cái triệu chứng là đau và có hạn chế vận động. Trong cái trường hợp đó ấy, thì là chúng ta có thể là chụp cộng hưởng từ, trên chụp cộng hưởng từ chúng ta cũng thấy là có cái tổn thương của thân đốt sống ở nhiều đốt. Ở đây là thân đốt sống ở nhiều đốt khác nhau. Cái đĩa đệm ấy thì là đốt này thì có vẻ có tổn thương nhưng mà các cái đốt này thì vẫn còn bình thường, đốt này vẫn bình thường. Đấy, các cái đốt khác trông có vẻ vẫn còn rất là bình thường. Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta cần quan sát cái cấu trúc gì khác trên cộng hưởng từ ấy. Tức là xin mời bộ phận kỹ thuật cho cái sự lựa chọn. Có bốn cái sự lựa chọn ở đây. Tức là chúng ta cần quan sát khớp cùng chậu, hay là chúng ta quan sát cái bao hoạt dịch, tính chất ngấm thuốc của bao hoạt dịch, hay chúng ta sẽ chụp MRI toàn bộ cột sống, hay chúng ta chỉ cần là dùng X-quang toàn bộ cột sống. Chúng ta thấy là cũng không phải lạ lẫm gì mà chúng ta có cái câu trả lời cũng rất là khác biệt nhau, và tuyệt đại đa phần chúng ta 46% là chúng ta trả lời là MRI toàn bộ cột sống là một cái sự lựa chọn sai. Tại sao thế? Bởi vì là đây là một cái bệnh nhân trẻ tuổi và có tổn thương phù tủy xương ở các cái thân đốt sống, đặc biệt là cái góc trước của cái thân đốt sống. Thế thì đây là một cái mảng bệnh lý mà chúng ta những người làm về lao ấy, cũng không quen thuộc lắm, nhưng mà đối với cái người về khớp ấy, thì khi mà nhìn cái hình ảnh tổn thương này thì về mặt phản xạ là người ta phải nghĩ đến là bệnh viêm khớp
cột sống. Đấy, cái thể nặng nhất của viêm khớp cột sống đấy là viêm cột sống dính khớp. Thế cho nên là khi đã nghĩ đến viêm cột sống dính khớp ấy, thì cái sự lựa chọn mà đúng ở đây đấy là chúng ta phải xem cái khớp cùng chậu nó có bị viêm khớp cùng chậu hay không, bởi vì viêm khớp cùng chậu là một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán được các cái hội thấp khớp người ta đưa ra trong cái việc là chẩn đoán cái viêm cột sống dính khớp. Và cái thể sớm của viêm cột sống dính khớp đấy là viêm khớp cột sống thể trục. Thế thì đây là cái hình ảnh mà viêm khớp cùng chậu, chúng ta thấy là cái khe khớp cùng chậu cũng hẹp và có hiện tượng là phủ tủy xương ở hai bên khe khớp, gặp ở cả hai bờ, bờ phải bờ trái và gặp ở nhiều các vị trí khác nhau. Thế cho nên là trong trường hợp này về mặt chẩn đoán phân biệt ấy, là chúng ta phải chẩn đoán phân biệt là không phải là bằng cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy, mà phải chẩn đoán phân biệt bằng cái khái niệm bệnh học. Một bệnh nhân nam giới trẻ tuổi tổn thương ở các thần đốt sống khác nhau, không thấy rõ dấu hiệu tổn thương đĩa đệm thì chúng ta phải nghĩ đến là tổn thương của viêm cột sống dính khớp. Thế và trên hình ảnh cộng hưởng từ ấy, nếu có thì người ta cũng có thể là nhìn thấy các cái hình ảnh phù tủy xương ở góc thân đốt sống, rồi có thể có hình ảnh của viêm giữa xương sườn với cả thân đốt sống, xương sườn với cả mỏ mang, vân vân. Nhưng mà cái dấu hiệu này ấy, là dấu hiệu mà có thì tốt, nhưng mà không có mà có dấu hiệu viêm khớp cùng chậu là người ta vẫn có thể là chẩn đoán được. Thế cho nên là trong trường hợp này thì cái đáp án ở đây tức là bệnh nhân nam giới trẻ tuổi đau cột sống mãn tính lâu dài, chụp lên mà thấy có hình ảnh của cái phù tủy xương nằm ở phía trước, nằm ở vùng thân đốt sống, khe đĩa đệm có vẻ như là không tổn thương, thì chúng ta cần phải kiểm tra cái cấu trúc mà chúng ta cần phải kiểm tra đấy là kiểm tra khớp cùng chậu để chúng ta đưa vào chẩn đoán viêm cột sống, viêm khớp cột sống thể trục, cái giai đoạn sớm của viêm cột sống dính khớp. Còn ở đây thì là chúng ta thấy là cái này là hình ảnh mà chúng ta cũng đã xem ở phía trên, tức là cái hình ảnh của cái viêm đĩa đệm đốt sống, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái phần mà ngấm thuốc, cái bờ ngấm thuốc của các ổ áp xe ấy, nó rất là dày và nó không gọn gẽ như là trong trường hợp là do lao. Cho nên là trong trường hợp này là chúng ta phải nghĩ đến là đây là một cái tổn thương viêm đĩa đệm mà đốt sống mà do vi khuẩn thông thường. Đây là một cái trường hợp khác nữa mà chúng ta thấy rằng là có cái hình ảnh của cái tổn thương thân đốt sống ở đây. Thế cái khe đĩa đệm ở đây thì là chúng ta thấy rằng là có vẻ nó cũng ít nhiều nó cũng bị thay đổi, nhưng mà nó chưa đến cái mức độ bệnh lý. Thế và ở cái khe đĩa đệm ở bên cạnh thì là cái thân đốt sống ở bên cạnh thì là hoàn toàn là bình thường. Đặc biệt là trên cái chuỗi xung T2, nếu như mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy là có một cái đường đen chạy ngang. Cái đường đen chạy ngang này chứng tỏ rằng là cái thân đốt sống ở đây nó bị xẹp xuống, nó lún xuống. Và như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải chẩn đoán phân biệt giữa cái lao cột sống với cả một cái trường hợp là xẹp thân đốt sống, thường là gặp trong loãng xương. Còn nếu như do chấn thương thì bệnh nhân người ta nói với ngay chúng ta là trước thì không bị đau, nhưng mà bây giờ thì sau một cái ngã thì đau. Nhưng mà trong trường hợp loãng xương ấy, thì cái tiến triển của nó là chậm, đau từ từ. Bệnh nhân do cái trọng lực của cơ thể nó lún cái thân đốt sống này xuống, có một cái đường đường nằm ngang do các cái cấu trúc nó lún vào và nó nén lại. Thế trên là cái đường ngang này giúp cho chúng ta chẩn đoán phân biệt đây là một cái xẹp thân đốt sống do loãng xương chứ không phải là do lao cột sống. Nói tóm lại thì đối với cả lao cột sống ấy, thì chúng ta có thể dùng cái từ lao cột sống cho nó đúng với cả dân gian. Nhưng mà nếu như mà dùng cái thuật ngữ chuyên y ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái từ là viêm đĩa đệm đốt sống do lao, để chúng ta ý thức được rằng là chỉ khi nào tổn thương viêm đĩa đệm và ít nhất là hai cái đốt sống lân cận thì chúng ta mới nghĩ đến là do lao. Còn nếu như mà có xẹp một thân đốt sống không có tổn thương khe đĩa đệm thì chúng ta phải nghĩ đến các cái nguyên nhân khác, ví dụ như là do loãng xương, ví dụ như là do di căn. Thế cho nên là cái thuật ngữ viêm đĩa đệm đốt sống do lao này nó thể hiện một cái tính chất khoa học của nó. Cái triệu chứng lâm sàng ấy thì thường là viêm đĩa đệm đốt sống do lao ấy là có cái triệu chứng không rõ, tiến triển rất là chậm cho đến khi có những cái biến chứng về thần kinh. Và về X-quang ấy thì chúng ta thấy là có hẹp khe đĩa đệm và kèm theo là tổn thương thân đốt sống ở cái vùng lân cận. Và cộng hưởng từ có tiêm thuốc là một trong những cái phương pháp mà có cái độ đặc hiệu rất là cao để chẩn đoán lao cột sống với cái tổn thương của viêm đĩa đệm và thấy có các cái ổ áp xe bờ rõ nét,
cái ổ áp xe này có thể có kích thước rất là lớn nhưng mà cái bờm nó bao giờ cũng ngấm thuốc rất là rõ. Đấy là một trong những cái đặc trưng của trong áp xe trong trong Lao. Và như vừa nãy tôi cũng nói tới đấy, tức là chúng ta cần phân biệt đấy là một cái viêm mà chưa có áp xe hay là một cái áp xe. Áp xe thì tính đến can thiệp ngoại khoa, còn nếu viêm mà chưa hình thành áp xe thì người ta chỉ dùng các cái biện pháp điều trị cũng có thể là giải quyết được vấn đề. Và các cái chẩn đoán phân biệt thì khá là nhiều, ví dụ như là viêm đĩa đệm mà do vi khuẩn thông thường, rồi thì các cái tổn thương thân đĩa đệm có thể là do di căn, có thể do loãng xương, hoặc do các cái bệnh lý viêm khớp mang tính chất nội khoa, ví dụ như là viêm cột sống dính khớp. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp.